ơi chuông kêu rồi, dậy đi em xong ăn sáng thôi. Hôm nay anh mua mì, trứng, rau và hai gói xôi. Nhanh nhanh ra ngay toàn đồ ăn em mê say. Vâng vâng đây em ra luôn lấy ghế giùm em. Có luôn vợ ơi rất ngay đây rồi. Ăn xong ta nghỉ ngơi đi chơi và xem phim chung với nhau luôn. Hôm nay không đi làm, cứ xóa đi trong yêu thương nhé. Tí nữa sẽ đặt bàn, trưa nay sẽ ăn ngon. Vậy thì còn chần chừ chi nữa. Từ ngày yêu nhau bao nhiêu điều trông thấy thật vui. Xin hứa anh luôn yêu vợ của anh suốt đời. Bởi vì yêu em anh sẽ được rất nhiều. Ngoài kia biết bao gái đẹp mong có em. Vì trông cao to luôn vui cười và rất là chăm. Không thích lạc nhanh khi ta làm về luôn đúng giờ. Thấy thế nên vợ phải vô ngay không mất. Ta mãi bên nhau như thế này nghe ai. Chồng ơi. Ơi. Chồng có biết ngày mai là ngày gì không? Là gì nào? Có mùi nước hoa của con gái. Đâu? Ừ. Nói ngay. Của con nào? Con nào? Của con nào? Liệu hồn khai mau không tôi điên lên thì đừng có trách. Nước hoa vương trên vai anh là của con nào? Thời gian gần đây anh luôn vô tâm về khuya đi sớm. Rất hay xoa keo soi gương ngắm vuốt một mình. Ngày xưa anh chăm lo quan tâm nuông chiều tôi hết mức. Linh lương anh đưa cho tôi không thiếu xu nào. Rồi ba lần thái Noel trung thu mùng 1 tháng 6 vẫn đưa tôi đi xem phim ăn uống mua quà. Mà giờ thì sao thân anh nơi đây tâm trí nơi nào? Gần chục hôm nay anh mơ luôn không trả bài với tôi. Phải chăng anh đang lăng nhăng si mê say đắm con nào? Bụng trộm đêm hôm ra nơi ban công tha thính nhau sao? Ngày nào khi mới của tôi yêu tôi anh hứa bao điều. Đầu bạc răng long lưng cong anh vẫn một lòng quy trùng. Dù nhà tranh đơn sơ nhưng đôi ta tôi đã có thông tin của chồng chị. Sáng ngày đi toilet 12 lần. Trong đó có 3 lần không trả nước chị ạ. Tôi thuê anh là để cần những cái thông tin hữu ích nhá. Anh còn cái tin gì nó khác hay là nó hay hơn không? Chồng của chị ngày hôm nay lại không ăn cơm văn phòng. Anh ấy đi sang quán phở ăn một bát tái nạm gầu gân, hai quả trứng trần, đêm thêm cái phao câu chứ. Uống thêm một lon bầu hút chị ạ. Anh còn thông tin nào nó hữu ích hơn không? Là một thám tử chuyên nghiệp, sau khi sâu chuỗi lại tất cả các vấn đề. Em đi ra kết luận chồng chị chắc chắn là có vấn đề về thận, nên là mới đi toilet nhiều như thế, đúng không? Mà trưa nay ấy, hút trứng trần mới uống bò hút, chắc chắn là đi có việc rồi chị ạ. Việc gì? Việc gì làm sao mà em biết được, phải theo dõi tiếp chứ. Tôi chết chị ơi. Chồng chị, có tiếng nói. Đang từ tầng 2, lóc cắp đi xuống. Đây rồi, mặt nhăn như con chó Tây Tạng. Trời ơi, nó hớn ha, hớn hở ấy, như là mùa phối giống đây này. Úi giời ơi, cầm cả quà chị ạ. Trời ơi, gửi ngay định vị cho tôi nhanh lên nhá, tôi đến ngay đây. Ok, chị cứ yên chí nhá. Lê Hồng Nam, thám tử thường trú tại cô Lợi Nhuy. Chào em. Em chào anh. Ừ, này. Anh mua cả bánh này, cả hoa này. Em thấy đẹp không? Hoa anh mua đẹp quá, anh chu đáo thật đấy. Em ngồi đi. Tại vì anh sợ mỗi thế kia không khô, nên là cứ phải mua cái này vào cho chuyện. Chồng tôi đâu? Kìa. Đúng theo những gì em suy nghĩ nhá. Chồng của chị đang ngồi cạnh cô gái vô cùng xinh đẹp. Chị nhìn cái ánh mắt thì chưa đong đưa nhìn nhau âu yếm.
Úi trời ơi, hôm nay đi cái vòng hoa to thế này ấy, chắc chắn có cái gì với nhau rồi. Vỡ màu cào rồi. Em ơi. Gọi gì? Em nào? Tôi bắt quả tang hai người nhá. Lần này thì đừng có cãi. Hôm qua tôi hỏi anh, có biết hôm nay là ngày gì không? Thế mà anh quên. Hôm nay là sinh nhật của tôi, mà anh dám đi sinh nhật con hồ ly tinh kìa. Em. Nín. Tôi chưa cho cô khóc. Tôi phải xử lý chồng tôi đã. Em thấy chưa? Sinh nhật của em thì làm sao mà anh quên được? Nhưng mà anh muốn tạo bất ngờ cho em. Anh muốn tìm để tặng em một món quà vừa có giá trị mà vừa ý nghĩa. May bà đấy tư vấn cho. Và anh đã quyết định tặng em một hợp đồng bảo hiểm để vừa bảo vệ sức khỏe cho em, vừa bảo vệ cho cả gia đình. Thế mà em làm hỏng hết rồi. Anh ấy nói đúng đấy chị ạ. Nhưng mà không sao đâu. Dù hoa đã hỏng nhưng mà món quà là hợp đồng thì vẫn còn nguyên ở đây. Anh ấy đã chọn gói chăm sóc sức khỏe mức vàng đó chị đấy. Anh ăn rồi. Anh ăn rồi. Có đây coi. Em chào anh, em về. Em về nhá. Em cảm ơn nhá. Em có sao không? Cứ chọn cho anh gói bảo hiểm nào mà nhiều quyền lợi nhất, tốt nhất để anh dành cho vợ anh. Rồi, cứ an vui sống khỏe là anh quyết. Chúc mừng sinh nhật em. Bye.